light me up, don't you stop, 'cause tonight it's on the line. Show me how you get on down, close my eyes, take me for a ride. Hi, xin chào mọi người nha. Xin chào cô chú, anh chị và các bạn đã quay lại với kênh Hoàng Phúc CB. Thì ngày hôm nay thì mình đổi cách xưng hô một tí. Tại vì thời gian vừa qua thì mình biết có rất là nhiều là cô chú lớn tuổi đang theo dõi cái kênh của mình á. Nên là ngày hôm nay là mình sẽ, từ bây giờ mình sẽ đổi cách xưng hô như vậy. Thì mong mọi người thông cảm ha. Ok. Có ban đầu thì nói chung là cũng hơi đổi cách xưng hô, nó hơi khó nói một tí. Nhưng mà chắc là từ từ sẽ quen, thì có gì mà trong quá trình nói mà có dấp này này nọ thì mong mọi người bỏ qua nha. Ok, giờ đó thì ngày hôm nay là ngày thứ hai đầu tuần. Thì hôm nay á thì mình nhận được một cái hộp quà các bạn. Hộp quà từ ông quản lý. Thì sáng ngày vô đi làm á thì ông quản lý ổng vô ngay xưởng, ổng kêu mình ra và ổng đưa cho mình cái hộp quà. Đó, cái hộp quà này các bạn, thấy chưa? Thì mọi người chứ lộn hoài. Hộp quà này mọi người thấy hộp quà có to không? Thì bây giờ đố mọi người là cái gì trong đây? Thì bây giờ là mình sẽ bật mí luôn nha, sẽ mở ra cho mọi người cùng xem ha. Bây giờ 1, 2, 3. Thấy gì chưa? Chưa luôn hả? Đây. Đó, là một đôi giày á mọi người. Các bạn thấy không? Sáng ngày đầu tuần được nhận một hộp quà, một đôi giày mới từ ông quản lý, con thấy tuyệt vời không? Để nhận được cái hộp quà này thì mình phải mất một ngày lương á mọi người. Nói chơi tí cho vui thôi chứ thật sự hôm nay là mình mới mua đôi giày mới. Thì mình nhờ ông quản lý là ông mua giùm cho mình luôn, chứ mình không cần phải ra tiệm để mình mua luôn á mọi người. Thì lý do tại sao mà mình mua đôi giày mới này thì mình cũng chia sẻ cho mọi người luôn. Đó, hiện tại đôi giày mình mang nè. Không, thấy đẹp không? Đâu có hư hao gì đâu. Đó, ở phía trước thì nhìn như vậy nhưng mà bây giờ mình sẽ mở ra cho mọi người xem. Đây. Nó mở miệng ở phía sau rồi mọi người. Không mà nó rách lên tới tên này luôn. Đó, đây là đôi giày cũ của mình nè. Đó, nó rách từ bên đây qua tới bên đây luôn, nên là đi dở dở kéo là nó sẽ từ từ nó rách ra luôn á. Và đặc biệt hơn nữa là công việc của mình á là hàng á. Hàng thì chắc chắn là sẽ có những cái sỉ hàng á, lửa nó rơi xuống á. Nên là mang đôi giày rách như này á thì nó rất là nguy hiểm. Cái đôi bên đây là rách rất là một lỗ cho bả lửa đúng không? Nhưng mà cái chiếc bên này các bạn. Chiếc bên này là mọi người. Chiếc bên này là còn y nguyên si luôn, không có bị rách miếng nào luôn. Không, còn mới tinh luôn nè, không có bị rách miếng nào luôn. Chả hiểu sao. Không, và đầu tiên á là hiện tại là bây giờ á mình mua đôi giày này nữa là đây là đôi giày thứ ba rồi nè. Thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người luôn. Ví dụ như mình đi qua Nhật mình làm á thì mình sẽ tốn khoảng bao nhiêu đôi giày để mình làm việc trong vòng 3 năm. Thì bây giờ mình sẽ chia sẻ để mọi người tham khảo luôn nha. Thì đây mình còn giữ lại nè mọi người. Đây là cái đôi giày đầu tiên. Cái đôi giày đầu tiên mà mình mới qua Nhật á là mình mua luôn. Cái công ty của mình á thì nó khác với công ty mẹ thì giống như những người bạn mới qua sẽ được công ty cấp cho một cái đôi giày. Đôi giày rẻ tiền thôi, không có mất tiền, đôi giày khoảng 3 cent thôi. Đông là mang đôi giày đó trượt khoảng là 3 tháng thôi. Đông là phải mua đôi giày mới, nhưng mà công ty mình đó là mới qua là không được công ty cấp gì hết á mọi người. Và bắt mình mua luôn. Đông và ông quản lý ông nói là mua xài thì mua cái đôi loại này nè cho nó tốt, tại vì cái đôi này là chất liệu của nó là làm bằng gọi là giống như nhung vậy đó, là mình hàng á là nó cũng da, loại da nhưng mà da lông á. Mình hàng thì nó sẽ không có bị cháy. Không, nó không có bị cháy đôi giày này. Không, và ba đôi giày này á thì nó cũng chất liệu giống nhau nhưng mà cái kiểu cách nó khác nhau nha mọi người. Không, và cái đôi giày đầu tiên là mình sẽ bị gách cái lỗ ở phía trước. Là hàng nó văng vô chân quá trời với lại gách ở phía sau. Nên là phải đổi.
ông cũng là cái chiếc một chiếc gách thôi, cũng là một cái chiếc bên phải thôi. Cái đôi giày này cũng là một chiếc bên phải thôi, một chiếc bên phải này bị rách thôi, còn chiếc bên trái vẫn còn nguyên. Và đây là đôi giày thứ hai. Đôi giày thứ hai cũng vậy, ở phía trước thì còn nguyên si nhưng ở phía sau thì bị một lỗ. Và đôi giày này thì kiểu dáng nó khác nhau đó. Và đôi đầu tiên này là mình mua là 8 sen đó mọi người, 8 sen là 1,6 triệu, hơn 1,6 triệu. Còn đôi thứ hai này thì mình nhờ thằng Nhật mua, nhờ thằng Nhật mua thì nó mua đôi này là 8 sen mấy, 8 sen 100 mấy chục yên á, đó là hơn 1,6 triệu luôn. Nhưng mà cái đôi thứ hai này thì nó có cái đế nó nè, phía sau này nó cao hơn, nó to hơn cái đôi này. Đôi thứ nhất thì nó là đế bằng luôn đó. Còn bây giờ mình mua cái đôi thứ ba, thì cái đôi này là đôi thứ ba nè. Đôi thứ ba này thì cũng đế cao không, và cái đôi loại giày này nó rất là tốt. Đôi giày này thì 7 sen 150 yên, 7 sen 150 yên là hơn 1,4 triệu. Thì đôi này nó rẻ hơn hai đôi này không, nó rẻ hơn hai đôi này do cái thiết kế nó khác nhau nè mọi người. Không, so sánh cho mọi người xem luôn nè. Cái này ở phía trước nó có cái nắp đậy nè, còn cái này nó không có. Không, và ở phía sau này nó cũng thiết kế là hơi khác nhau một tí. Cái bên này nó may đi thẳng xuống đây luôn, còn bên này nó may tới đây nó dừng hả, nên là rất là dễ rách cái chỗ này là như vậy. Do đó thì do nhiều hãng á, thì nó may khác nhau á, mình cũng không có rành á. Như thấy đôi giày này á, thì mấy bạn cô hai qua mua thì cũng tốt chất lượng á, nên mình quyết định mình mua luôn. Mình cố gắng lắm luôn á, mình định là không có mua cái đôi này đâu, tại vì bây giờ mình cũng sắp về nước rồi, còn khoảng nửa năm thôi. Mà mua một đôi giày mới thì nó phí quá. Giống như đôi giày này hơn một ngày lương hiện tại của mình á, mình làm chỉ có 7 sen thôi mọi người. Nhưng mà đôi giày này nè, nó tới là 7 sen 150 yên, là nó hơn ngày làm mình 150 yên đó, hơn khoảng 30 ngàn đó. Thì nhưng mà cái đôi nó bị rách quá, mà mình làm á thì đôi lúc mình hàng rồi mình gao nữa, nó sẽ rất là dễ bị dân sỉ xuống á. Mà dân lỡ vô nó phỏng chân mình á thì nói chung là sẽ có nhiều chuyện xảy ra nữa. Mình bị thương rồi, đôi lúc là không thể đi làm được, cái lỗ này quá bự rồi, đôi lúc rớt xuống đây nó cháy nè, rồi nó bị tổn thương cái chân mình nữa. Nên là thôi, si đi nghĩ lại thì thôi tiết kiệm làm gì. Mình tiết kiệm đôi giày, cái bắt đầu là mình bị thương cái chân, cái mình không đi làm được nữa, cái là tính già đó, quá là non đúng không? Do đó thì hiện tại là cái đôi đầu tiên này nè thì mình mang được là khoảng 1,5 năm mọi người. Nhưng mà cái đôi thứ hai này thì mình mang mới đây là chỉ có khoảng là hơn 7 tháng thôi, chưa được năm nữa đó. Do đó thì cái đôi thứ hai này là nó meo hơn là do lý do là tại vì năm đầu tiên mình qua mình làm việc khó nó ít, tại vì mình mới qua mình chưa có biết làm nhiều á, mình làm cái công việc mà nó dễ á, nó ngoài trống không à. Còn bắt đầu đôi giày này nè thì mình phải chui vô kẹt, chui vô hốc á, mà đôi lúc mình chui vô thì cái chân mình phải bẻ nè, bẻ qua bẻ lại này nọ nè, thì đôi lúc là nó sẽ giãn đôi giày này ra mà nó bị gách là cái chuyện rất là dễ dàng luôn đó. Do đó thì đây là cái đôi này là chỉ hơn 7 tháng thôi, chưa được 5 nữa. Nhưng mà cái đôi này thì chỉ còn 6 tháng thôi, cho nó là giới hạn 6 tháng luôn. Thì bây giờ đến lúc mình về thì chỉ còn 6 tháng nữa thôi. Không thì mình mang, nếu mà nó còn nguyên á thì mình sẽ tặng lại cho những bạn cô hai nào mà có size giày cỡ mình á. Còn nếu mà nó rách thì thôi. Đó, do đó thì ngày hôm nay là cũng đầu tuần nhận một hộp quà mất hơn một ngày lương. Nhận một hộp quà mà phải mất hơn một ngày lương á mọi người. Đó, do đó thì cũng là chia sẻ cho mọi người biết như vậy. Và giày ở bên Nhật á mọi người thì không phải là lúc nào cũng loại giày là từ 7 sen 8 sen đâu nha. Ở Nhật á thì giày có rất là nhiều loại, bắt đầu nó từ là 3 sen thì đôi giày đó là xài khoảng là 3 tháng hơn thôi là nó sẽ bị hư, nó rất là dở. Còn đôi này á là 7 sen 8 sen thì nó xài khoảng hơn 1 năm á mọi người. Không, hơn 1 năm á. Nhưng mà đôi lúc á tùy công việc mình làm á là mình chỗ khó khăn nhiều, mình chui vô chứ này nọ cái chân mình nó bẻ nhiều á thì nó sẽ mau hơn. Còn ai mà làm ở ngoài trống không á thì nó sẽ tới khoảng 5,5 trong đôi giày đầu tiên của mình đó mọi người. Đó, giờ đó thì ngày hôm nay là cũng khoe mọi người một tí như vậy. Bây giờ sẽ mang vô cho mọi người xem nha, coi đẹp không nha. Đó, đôi giày này á thì mang á thì nó sẽ bó luôn cái chân á mọi người. Nhưng mà đôi lúc mình làm á thì mình sợ nó văng vô, mình phải kéo cái ống quần ra.
chứ thật sự mang đúng cái đôi giày này là như thế này nè. Hôm nay mang cho mọi người xem luôn, không biết mọi người thấy rõ không ha. Đây, mang chiếc bên này cho mọi người xem. Đôi giày hơn ngày lương mọi người ơi. Xót quá, xót thiệt luôn á. Nhưng mà công việc thì phải cố gắng thôi chứ thật sự xót lắm, không muốn mua đâu mọi người. Là sắp về mua uổng lắm luôn á, hơn gần 1,5 triệu á. Đó, mọi người thấy không? Đẹp không? Đẹp không? Không biết là xa mọi người thấy rõ không? Để quay ống kính xuống tí. Đó, mọi người thấy chưa? Và cái đế cao su này rất là bền, rất là chắc luôn mọi người. Đó, ok. Do đó thì ngày hôm nay thì cái video này cũng chia sẻ cho mọi người xem. Thứ nhất là khoe giày mới nè. Cái thứ hai nữa thì cũng muốn nói cho mọi người biết thì mình làm việc ở bên Nhật này nè. Thì mình làm là lương nó cao thật, nó cao hơn Việt Nam mình á, gấp 3 lần ở Việt Nam mình á. Nhưng mà thật sự khi mình sử dụng những cái đồ ở đây nè, những cái dụng cụ ở đây á, nó cũng mắc, không có thua, nó không có thua gì cái lương hết á mọi người. Nên là ví dụ ở Việt Nam á, trước kia mình có đi làm bên sửa chữa ô tô á, mình mua một đôi giày bảo hộ cũng là mũi sắt, đế sắt này nọ thì chỉ khoảng tốn khoảng 200-300 ngàn thôi. Nhưng mà cái đôi đó có xài cũng được khoảng lâu á, khoảng 6 tháng á. Nhưng mà qua bên này á, thì mình mua những đôi giày này phải tinh lên tới hàng triệu á mọi người. Thấp nhất ở bên đây là 600 chạy được 3 tháng thôi. Còn mà muốn bền á, thì phải mắc hơn. Còn có mấy người Nhật á, họ mua đôi giày là hơn một măng luôn á mọi người, 2 triệu mấy luôn á. Không, tại vì họ làm ở đây lâu dài á. Không, do đó thì cái nào tiền nào của nấy thôi. Lương cao á, thì cái chi phí mình phải bỏ ra để phục vụ công việc nó cũng cao như vậy á. Thì hôm nay chia sẻ cho mọi người cái video này để mọi người cũng biết luôn, cũng thấu hiểu cái sự xót xa của người lao động Việt Nam đi xa xứ. Không, mình làm á, mình bỏ tiền lên mua mình cũng xót quá. Thôi giờ cũng chia sẻ mọi người một tí vậy thôi. Thì cũng cảm ơn mọi người rất là nhiều đã lắng nghe mình chia sẻ đến giây phút này. Thì chúc có mọi người có thật sự nhiều sức khỏe, tuần mới luôn luôn vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình, người thân yêu của mình nhé. Làm công việc thì thật là suôn sẻ, thật là tốt nè. Ok, rồi bây giờ chắc là mình xin dừng video ở đây. Mọi người cảm thấy hay thì nhớ like và chia sẻ video giúp mình ha, cho mọi người, cho nhiều người cùng biết nè. Và bạn nào mới xem kênh của mình lần đầu á thì hãy đăng ký kênh và ấn cái chuông bên phải để có thể theo dõi những video mới nhất của mình. Ok, bây giờ xin chào và hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo nhé. Bye bye.